kẹp thi á. Sau hai đừng bảo là ô ô cậu ơi, cái này không được cậu nhá. Chết hơi. Chết. Rồi quê luôn. Các cái này. Con này là con tư trưởng. Anh cứ cầm ở đây cũng xanh. Đi tiến đấy. Chết. Đó. Máy không là 3350. 3550. 3.550.000. Có ai đẩy vào ấy? Vâng, có tin trượt đấy anh. Đây này. Còn nó tháo này. Anh ơi tí này xuống tí. Cái đầu. Rồi. Anh bỏ anh cắt thử luôn. Cái này chỉ là căng lô nhá. Vâng. Thôi để căng keo nhá. Cái này góc góc vào gì anh? Đây anh vặn góc đây. Nó có cái mông xoay ở đằng sau rồi. Rồi anh xoay. Rồi. Không, cái này cơ mà, góc này cơ mà. À góc đây thì ở đây, anh cầm anh bóp này xong anh kéo đi là. Sao biết góc của tờ lô bao nhiêu rồi? Đây đây, nó có cái đỏ đỏ này, nó ở chỗ nào thì là góc đấy cơ. Cái này sai số nhiều lắm. Tôi ấy biết làm gì ấy. Sai chỉ không? Anh cứ cắm điện là dùng được bình thường không nào? Test góc. Thì đã. Vâng. Sao lưỡi nó lớn to nhỉ? Lưỡi to như mới. Lưỡi mới đây 120 răng này. Đây là chị nhờ em mua hộ luôn rồi. Còn là lưỡi theo máy nó chỉ có 40 răng thôi. Lưỡi theo máy là lưỡi cắt cả gỗ. Đường kính lưỡi bao nhiêu anh? Dạ. Đường kính lưỡi bao nhiêu? 255. Ừ, anh muốn cắt thẳng đúng không anh? Đây em cắt 45 độ đi. À, 45. Cắt 45 độ đi. Kẹp thi nhá. Sau mai đừng bảo là ô ô cậu ơi, cái này không được cậu nhá. Sau này là. Muốn thế rồi. Có điện chưa? Có rồi. Đây. Anh bảo anh bật à, đâu đây 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 nó có lưỡi an toàn anh phải kết hợp thì nó mới chặt. Đây đây cái lưỡi an toàn của nó đây. Vâng. Vâng đây. Vâng đúng rồi. Anh nhấn vào đấy thì đấy thì máy sẽ chạy. Đi lại về lại ba lại bỏ đi. Đẩy kịch vào ấy, đẩy kịch vào luôn. Sâu à? Rồi ép máy thử, ép ấy thử xem có được không? Ép
Bắt đầu đúng không anh? Tạm tạm rồi. Tôi bây giờ toàn xem cái hình mới chứ nào. Bắn về đây này. Cánh bằng đây. Chúng còn ở dưới. Bắn ba sai rồi. Đây là keo góc anh. Keo góc. À mình cắt xong rồi, bây giờ mình xuống mình bỏ keo góc vào cho nó có chuẩn. Mình xem chuẩn không? Đấy. À, mình test máy trực tiếp cho các bác luôn, các bác test này, các bác bỏ keo góc vào căn cái đoạn tấm nhôm kính này, căn góc 45 độ của con máy BT2 BT này, còn máy BTX thì chuẩn đấy mọi người nhá. Đây một sưởng nhôm kính cực kỳ to. Mình đào trong nội thành thành phố Hà Nội luôn. Và là các bác đang thử lấy dụng cụ để test máy trước khi nhận hàng này. Đó. Có máy ăn vít tha cũ đi. Đi thôi, được được. Nhưng mà là nếu nhưng mà đẹp chưa? Đẹp. Súng có đạn có pin đâu. Để ông chơi em quá. Nó lấy cái pin đi. Đi lắp gương mất thì rồi có tiền thì phải lắp tay chứ để lắp một... Con đánh tôn này mua lâu chưa bác? Lâu lắm. 4 năm rồi. Nói chung là làm hết công trình này công trình kia rồi mà nó cái hỏng thôi. Con này cũng cắt được cả gỗ mà. Mình phải lắp nữa cắt. Con này cắt lâu nữa. Con này anh có cho 2 lưỡi. Đây một lưỡi kia, một lưỡi cắt gỗ bên trong kia. Ok. Ok không anh? Ok. Đó, anh ra ngoài là để... Ok mà mai mà...